Hello, chào mừng quay trở lại với channel Văn Tùng và đến với series bình luận rank đồng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình tìm kiếm idol mới trên kênh Văn Tùng với một lobby toàn là rank đồng thôi anh em ạ. Tôi check là toàn đồng với sát thôi và để xem là các idol trong cái đấu này sẽ thể hiện như thế nào anh em nhá. Let's go. Ok, đường trên chúng ta có sự hiện đến từ Atrox Transformer. Đây là một hệ tư tưởng sao cho mừng. Nó lan sang cả rank đồng anh em ạ. Matit MatiVT ok. Măn cua cô Thúy đang cầm cho mình là các bạn Doctor đi rừng. Và anh trẻ Hùng đang đi mid với các bạn Lắc. Đường dưới sẽ là mid Fortune của 113 Sơn với Patcher 1999 đánh mid Fortune và Pai. Swap roll nhẹ đến từ Kenne khu vực đường trên với cụ Huy IS47 cùng với mỡ béo đi rừng với các bạn Ken. Đường giữa đó là Lê Người đánh cầm bài Yone và skin khá là đẹp. Bùi Minh Khang 123 đi khu vực đường dưới với bà Kathleen cùng với hỗ trợ đó là Temo Support anh em ạ. Một giao án mới với Temo Support thiên thạch bí ẩn đến từ hai câu mắng. Rồi cấp độ 1 Kathleen đã đi ra khu vực giữa khè nhau cùng với anh trẻ Hùng rồi. Và để xem anh trẻ cùng với Minh Khang. Lạch ác đến từ vị trí của Minh Khang solo tới chết. Mày thích làm sao? Căng. Oh my god. Già búp lộ thế nhờ. Kỳ ghê. Ôi Tây Mò tính báo thủ cho AD đúng không? Mày dám giết AD tao vào tận mắt mày. Căng. Giết AD có một cái thật làm gì căng thẳng thế. Được thấy máu đâu mà lắc đi lên nữa bây giờ. Khổ ghê, bấm hết hai bình máu rồi. Tây Mò đi đâu đây bạn? E-sport mà. Thằng Kenen thì là áp cá thế, bỏ mẹ chưa? Kenen là cái thú săn mồi, theo hiểu. Trong khi đó thì Temo vẫn đang phải thay cho vị trí của Kennedy ở khu đường trên. Atrox lên 3 đã có W. Và để xem Atrox này liệu rằng có bổ quy tốt như là những giao án của Sachamung hay không đây. Sắp có quy rồi anh em, phải bổ luôn. Q1 xịt, Q2 e, hất tung, nội tại Q3, đánh tay thiêu đốt hay là như nào đây, tốc biến đây. W thiêu đốt bạn ơi, W trúng, giật về thiêu đốt. Kinh thế nhờ. Kennen đã reconnect rồi. Kennen reconnect lại thành công đến từ vị trí của cụ Huy. Và đường giữa đang là tiêu tốc biến lên thiêu đốt. Đánh tay bị thiêu đốt người trở lại quạt W xịt. Nhưng hồi máu đất thắng giúp cho vị trí của Lê Người vẫn sống. Kên ra vét được vài CS ở đây. Zone này để được lính xấu như này về sao? Để như vậy về luôn anh em ạ. Đường dưới thì Kennen 1v2 nhưng mà có vẻ như không vấn đề gì nhiều cả. Bắn rất tốt đến từ vị trí của Minh Khang. Xác thực là chưa đủ rồi. Ồ, vẫn đang đứng dình nhau, vẫn đang khè nhau liên tục đến từ măn cua cô Thúy cùng với mỡ béo. Tốc biến lên nối hoảng sợ vào Quy, sau đó thì bị phía và chết luôn. Không tốc biến đi thì chỉ có mỡ béo chết luôn rồi. Đánh hạt thông nổ xuống để ganh đến từ măn cua cô Thúy ở cấp độ 5. Tốc biến thì không còn, Atrox bắt đầu bị harass bởi Temo rồi. Sau đó thì hết Quy và vẫn lao lên đến từ vị trí của Atrox ở cấp độ 6. Chiến binh tận thế, tốc biến chạy đến từ vị trí của cụ Huy. W xịt đến từ Atrox, bổ Quy thì như nào đấy em. Kennen Quy ra đất rồi và sau đó thì mạng dành cho Nocturne. Nocturne phải biết chơi đấy. Được. Nocturne bấm B về thì bị Kennen nó trêu người một chút. Và sau đó Quy đi bộ vào, găm E vào. Đánh tay một đòn và sau đó thì đi ra không được, đổi mạng thành công. Temo di chuyển ra cắm mắt, bắt móc tốt đến từ vị trí của Pai. Pai sau đó E lên và sau đó thì tốc biến chạy từ Kathleen. Sau đó tốc biến chạy đến vị trí của Pai. Nocturne đang có mặt ở đây nên Temo level 6 rồi. Support level 6 trước cả AD support về phía bên kia và cả rừng về phía bên kia level 5 nữa, đạp trap rồi. Đi bộ thẳng vào cái trap nối hoảng sợ vào. Timo đang thổi liên tục những cú mù bị phía nhưng đã đạp trap nữa rồi. Có thiêu đốt từ Kathleen hồi máu chạy đến từ vị trí. Mạnh thằng nào thằng đấy PK, Nocturne lên 6. Ui cái cảnh này giống Davy 2017 quá anh em ơi. Giết AD đối phương lên 6 sau đó thì hoang tưởng vào lấy double kill. Đứng giữa thì đó là tiếng va chạm nhẹ giữa vị trí của Lê Ngươi cùng với anh trẻ Hưng. Và cả hai đều mất máu rất nhiều, đặt mạnh thẳng vào thiêu đốt có Q3. Q3 ngược ra phía sau vì con lắc tốc biến outplay rồi. Trong Q và lính cũng xịt đứng trên thì đó là tiếng băng trụ diễn ra. Xeo Chao Meng đang có ý định bổ Q liên tục vào đánh tay. W xịt nhưng đánh tay thì không xịt được. Solo kill 1-2. Tiếp tục lao lên đến vị trí của MatiVT. MatiVT bổ Q1 xem nào. Bổ Q1 tốt để Q2E này. Q3 flash dòng nội tại. Q3 flash đến từ vị trí của MatiV. Đó là một mạng nữa dành cho đứng trên bên phía team 1. Khoe nhẹ cái thông thạo 4 ở đây. Ok chưa? Thất tung Q3 thiêu đốt. Cầu vòng tối thượng không kịp đưa ra từ lắc và thiêu đốt cũng không đủ sát thừa. Đang có một tiếng zone ramming lên khu vực đứng trên. Một pha ramming bất ngờ đến từ zone. Matip đã mất cho mình một tiếng E rồi. Zone lao lên với tiếng E trong quy quạt W dính E dính đứt đến từ vị trí Atrox. Vẫn đủ sát thừa với tiếng giật 2 về. Đã có mạng shutdown dành cho vị trí của Lê Người rồi. Một pha ramming bất ngờ. Kennen nhá nhẹ một cái biểu cảm ở đây. Còn khu đứng dưới thì sao? Bách phát bách trúng đã được che và Pa đã rút lui kịp với một chấm máu. Đặt E ra đến từ mid Fortune bắn quy vào lính và sau đó thì Temo lao lên dính móc. Chết luôn rồi. Pa không hack tiền bằng chiêu cuối à?
Middleton vẫn đang dí lên bắn chiếc cuối liếc, chiếc cuối còn kia, hai cái chiếc cuối còn kia bắn Q và E rất điểm đến từ vị trí của Lắc. Một pha ra mình đáp trả đến từ vị trí của anh trẻ Hưng. Hai Midland đang có những pha ra mình rất chất lượng ở đây. Hoàng Tưởng được dùng tốc biến lên đến từ vị trí của Mâm Cua Cô Thúy và dứt điểm vị trí của mợ béo solo kill. Sáu xác dành cho vị trí của Nocton. Một pha di chuyển đến từ Mâm Cua Cô Thúy bắt đầu là một tình huống giao tranh nhỏ diễn ra. E lên giật về được hay không đây, khóa rất tốt đến từ Lắc ở zone đang mất máu quá nhiều. Mid Fortune đã có tình huống xuất hiện kịp thời, cú bóc đến từ Pai trúng rồi, mệnh ai đấy đánh rồi kẹt lại giữa đường đối phương và lên bảng đó là trúng cuối hack tiền tốt đến từ vị trí của Pai. Zone đặt mệnh ngược trở lại cho Pai trúng cuối thêm một phát nữa, hai mạng easy dành cho hỗ trợ viên team 1. Và để xem A Chóc có cân hai đứng trụ hay không đây, đệ tử sao cho mình phải cân hai anh em ạ. Q1 tốt này, Q2 E hất tung này, nhập vào đến từ vị trí của Kane thôi xong rồi. Đen thực sự, Q1 chết đối phương đến từ vị trí của Marty VT. Biết chơi ăn trong anh em ạ, ít nhất là có xe văn tùng, tôi nghĩ là như vậy. 17 năm một cách biệt khủng khiếp về tiền, nhưng mà rank đồng thì không nói trước được điều gì anh em ạ. Ở cái rank đồng này thì... Đấy, Mid Fortune làm gì đấy, Mid Fortune đứng solo luôn, có thiêu đốt đến từ Kevin bắn tay và bách phát. Đứng đồng chiều cuối ạ, em hiểu. Băng trụ được không nhở, Q1 xịt này, Q2 E cũng không nổ chí mạng, Q3 cũng ra đất luôn và sau đó thì A Chóc cũng đang có ý định làm cái điều gì đó. Quang Quy lại thì đến từ cụ Huy rồi, Quang Quy này chết dở, cụ ấy cũng kích thú săn mồi sau đó cũng bấm B về ạ. Đứng dưới Mid Fortune vẫn đang có một chấm máu ở đây mà Kane không ganh được, Pa lại tiếp tục lao lên bách phát bách trúng không che được đến từ vị trí của Patcher và sau đó chết xạ thủ rồi, tốc biến bắn đến từ vị trí của Caitlyn cực kỳ cục xúc. Zone lên thôi xong, vừa mất ba Q xong Zone xuất hiện W thằng này, sau đó thì đấm thằng kia bị chiêu cuối Kennen làm choáng và sau đó là lên bảng điểm số rồi. Mạng sát đao cho Zone các em ơi. Kane có mặt tại khu đường dưới, liệu rằng có băng trụ được hay không? Có băng trụ được hay không? Kane đi vào tường và Pai lại cú móc rồi, móc thẳng vào trụ và làm choáng dưới trụ và bị phi ngược và tế mo tốc biến lên. Không cứu được thằng Kane này rồi. 0-5-0 rồi. Zone xuống với cú đặt mệnh nhưng mà không có địa chỉ. Lắc cũng đang di chuyển xuống không hề muốn kém cạnh so với lại người chơi đứng giữa đối phương. Cú móc đến từ Pai trúng nhưng mà đạp chát rồi. Mid Fortune ăn ngay lập tức hai cái nội tại, một cú quy đến từ Mid Fortune lấy máu của Binh Khang cùng với lại vị trí của hai câu mắng. Và sau đó thì lại là một tiếng giao tranh 4-3 trang. Nocturne và Lắc bắt đầu di chuyển xuống rồi. Pai lại đưa ra một tiếng móc xịt, đang là một tiếng tàng hình đến từ vị trí của Temur. Temur phá mắt bị lộ vị trí, quyết định đến từ Temur là như thế nào đây? Đứng tàng hình trong bụi cỏ hay là đấm nhau luôn, là đấm nhau luôn rồi. Lắc xuống cú khóa chuẩn xác chết cả Temur lẫn cả Mid Fortune, đến cả Caitlyn nữa. Và sau đó thì Zone là người may mắn sống sót, bốn người cùng yếu máu, liệu rằng Zone có dám 1v4 hay không? Một vét bốn hay là không, một tiếng trong quy rồi đấy, mất trụ rồi, đoạt mệnh thẳng vào bốn thành viên đối phương hay là đen thế nhở, mỗi thằng một chấm máu không giết được thằng nào cay. A Chóc lao vào bổ Q1, bật chiêu cuối lên Q1 nội tại Q2, Q3 solo kill E ra ui mượt vào cái thế đúng cái thế bằng trụ của Sam Chamber rồi anh em ạ. Đã có rồng thuộc về cho Temo cùng với Kê là có thể thử mục tiêu, sau đó thì ghé nhẹ khu đường giữa, Lắc đang mải mê ăn trụ nhưng liệu rằng có ăn được trụ hay không thì không đủ sát thương rồi, khóa rất là tốt. Zone của A Chóc lại tiếp tục va chạm nhau và Zone lại chết nữa rồi. Lắc đang bị quay bởi ba thành viên đối phương, bách phát bách trụ ăn mạng từ xa đến từ chân của Caitlyn. Caitlyn không hiểu sao nó chết rồi, dính W Q2 nội tại, sau đó thì Q3 ép tốc biến và sau đó thì Caitlyn vẫn chết, không hiểu lý do tại sao lại chết đấy ạ. Q1 Q2 E nội tại phát trên luôn. Ồ, đen thế nhở, thiếu một chấm máu đến từ vị trí A Chóc nữa là cái này có mạng rồi. Mid Fortune đẩy tận trụ 3 mà chưa về nhà mua trang bị, đang bị Kane tấn công ở đây. Bắn rất ra đến từ vị trí của 113 Sơn. Sơn hết mana nhưng sau đó thì Kane đi ra và lên bảng điểm số rất nhanh, hai mùa rồi nhưng 113 Sơn rồi. Temur thì đang tao không có trang bị hỗ trợ nhưng mà tao thích cắm mắt bằng cách tàng hình và tạo ra con mắt ở đây. Ở đường trên thì A Chóc bật chiến binh tận thế chạy được trước khả năng tấn công đến từ vị trí của Zone cũng như cả vị trí Caitlyn nữa. Temo bắt đầu hết kiên nhẫn rồi, vòng ra phía sau cắm mắt ra. Thái Sơn quyết định đặt E ra và Temo chạy rồi. Lắc đã có một tình huống ăn trụ ở tại khu vực đứng giữa và Kennen lao ra và tốc biến chạy đến từ vị trí 113 Sơn. Sơn bắn ngược trở lại, Temo lao lên thổi mù một cái và sau đó cố gắng rút lui mà thôi. Thằng này nó đấm mẹ nó mega rồi, chưa thằng nào về ạ. Nocturne chiêu cuối vào, Temur chui thẳng vào chiêu cuối Nocturne cùng với Hoàng Tưởng và cả bão đạn chết luôn rồi. Tốc biến nối phía và đánh tay liên tục đến từ vị trí của Măn Cua Cô Thúy. Và đã có một mạng nữa, đứt hai người, quy hai người đã hóa hình rồi. Kane 17 phút đã hóa đắc kinh và chui ra lại chết tiếp hay như nào đây. Phát lao lên đến từ vị trí của Nocturne đổi mạng, pha chiêu cuối xịt.
Và sau đó Eza gặp ngay con Zone, vẫn làm choáng được Zone. Mid Fortune đang đâm vào giữa đội hình đối phương, bắn trong nhà đối phương như chỗ không người. Zone có mạng của The Five, và sau đó thì đó là double kill cho vị trí của Zone. 18 phút đẩy đến mẹ trụ 3 rồi, không về defend gì cả. Team này kỳ ghê, đang muốn ăn trụ 2 600 để có thể hoàn thành giao án sao cho mừng anh em nhé. Kane thì cuối cùng đã hóa hình rồi, để xem nó hóa hình xong có đi ganh được hay không. Đấp xịt rồi, quy thẳng vào, bị Aatrox bổ cho một quy. Một vét 4 đến từ vị trí của Aatrox, theo đúng giáo án của Sao Trâm là cân 3, cân 4 đây này. Cân 3, cân 4 đây này, shit, quy 3. Ui, đen thế, tí nữa thì cân 4 anh em ạ. Đen, Taymor đang tiếp thu giáo án, tớ hận cậu và đi đầy lẻ tại khu đường dưới. Nhưng mà bây giờ thì... Méo có đường về. Chịu, còn đây là Farm Zone đang có tầm nhìn nhưng mà không dám lao qua. Ôi dồi, E không qua tường, E về, sau đó thì bị knock Thunder, bị móc ngược trở lại, bị Fear tốc biến thẳng và cũng làm choáng đến từ vị trí của Pai, và sau đó lên bảng. Mid Fortune bắn liên tục và double kill cho Pai của Patcher 1999 rồi. Kane đang bị ping những cú ping liên tục vào đầu và Pain... Kane vừa bắt chết ở vị trí của Luck anh em ạ. Kane sau khi hóa hình bắt đầu có mạng rồi, từ một thanh niên fit 0506 gì đấy, sau đó bắt đầu vét mạng là tốt rồi. Mày, ok chưa? À mà bên này tính em sớm hay gì đấy các bạn? Các bạn chơi game mà nó tính end sớm à? Bạn có biết Taymor nó phòng thủ tốt cỡ nào không? Các bạn có biết con Taymor nó giải đấm nó phòng thủ đến khi nào cũng được không? Mới 19-20 phút đã đẩy vào nhà chính đối phương tính end game, các bạn chơi game kiểu gì đây? Có biết chơi điện tử không? Kenem bắt đầu lao lên với tình huống giật tới giật lui và sau đó giật về, mất máu không phanh và sắp chết rồi. Mân cua cô Thúy bị Kane sát thương là đủ đấy từ Kane, kẹt lại phía sau đó vì chừng 1-1-3 Sơn. Sơn vẫn đang kẹt ở đây, Kane đứt vào lính ở kia. Làm gì đi ở kia? Sao lại đánh xén như thế? Ba đang ở phía sau cover, thú sắt mồi kích hoạt được chiêu cụ Huy. Quy thẳng vào đến từ Kane, đạp nấm rồi. Về không nổi và lên bảo điểm số rất nhanh, tốc biến lên đến vị trí của Timor. Patcher đang quáng chạy, đứt trúng và quy thẳng vào mạng shutdown cho Kane. Kane comeback cực mạnh rồi anh em ơi. Hóa hình xong là comeback liền. Ok chưa? Dăm 30.000 tiền rank này nó đời bời giải rách anh em ạ. 10.000 tiền rank này nó lật lúc nào chả được. Mọ chiến đâu? Bên kia cái đánh như này là kiểu gì, tí nó cũng thua đâu xem. Kia nãy giờ liếm toàn sắt đao, bây giờ nó là 8.800, nó xanh nhất team anh em ạ. Nó xanh nhất team luôn. Cứ chê nó đầu game nó fit không có tác dụng đi ha. Còn cái ông này Aatrox thường là sao cho mừng tầm 14-15 phút ăn xong chú 2 rồi, ông này đến 21 phút chưa ăn được. Mặc dù vậy thì con Aatrox 3 đồ như này, nó 2 đồ rưỡi như này nó vẫn bổ rất là đau với phía bên kia nên cân nhắc đấy à. Kane đang ăn cho mình con rồng có thể thử mục tiêu của Taymor, tiếp tục mang giáo án tớ hận cậu trở lại với Seri bình loạn đánh đồng bằng cách cắm đầu đẩy khu đường dưới hoặc là chết bản mạng được. Kane thì đang ăn cho mình con rồng nguyên tố thứ 3 của ván đấu và nó sẽ là rồng 2 cho mình phía team 2. Luck thì cứ mãi bê đẩy khu vực này, không quan tâm đối phương làm gì. Aatrox bao lên bổ W trúng Q2 hai người, sau đó thì Q3 tốc biến chết luôn vị trí AD đối phương rồi. Chọc Q nhiều nội tại vào lính rồi. E đánh tay và sát thương không đủ, rất tiếc. Thiêu đốt sát thương cũng là như vậy. Và Zone vẫn sống với một chấm máu ở đây. Hơi tiếc cho Aatrox nếu nội tại được dùng cách hiệu quả hơn nó có đóng mạng rồi. Không sao cả. Nocturne lao lên dứt điểm vị trí của Zone và sau đó Fear thành công Kennen đấm liên tục tốc biến chạy từ Kennen. Chạy không nổi. Cố gắng E dính Q theo cầu vòng tự thì thì không được. Double kill cho Nocturne. Bên phía bên kia thì Kane đang bắt đầu có lực lượng trang bị lớn và sau đó thì lò dò đi ra để có thể phòng thủ chú 2. Mid Fortune lại đẩy khu đường dưới để có thể giết Taymor và Taymor lại chết đây rồi. Taymor lại nằm một bãi ở đây rồi. Một nụ cười luôn hé anh em ơi. Có chết cũng phải đẩy. Có chết bố mày cũng đẩy. Thằng nào thích endgame thì cứ bước qua quả đấm của tao. Thằng nào thích endgame cứ bước qua cái đống đấm này của tao. Ok chưa? Cái trụ mid này làm sao mà ăn được? Pai box xịt rồi. Hai thằng này đang lang thang ở đây thì khi lại chết tiếp cho mà xem này. Zone đang tích lốc và sau đó thì Mid Fortune bấm B về một cách hết sức hồn nhiên. Bị hất tung lên, đoạt mệnh không có. Bách phát bách trúng được che, Pai E lên để che. Vừa rồi Kane ủa, mất máu nhiều quá té thôi anh em ơi. Kane lao lên với đai tên lửa, giật chiêu cuối đấy không đây. Giật chiêu cuối làm choáng, ui Pai móc kia. Cũng móc đến từ Pai làm choáng cả hai thành viên đối phương. Và sau đó thì lên bảng và mạng cho Kane cũng một cú shutdown rất nhiều tiền. Kane đứng trên đã bắt đầu xanh sao trở lại, đấm chết vị trí của Nocturne và sau đó thì tìm kiếm vị trí của anh trẻ hung. Anh trẻ hung đang bị dịch chuyển bọc đầu bởi vị trí của Kennen rồi. Kane lại đi e vào trong bức tường này làm sao mà dí đây. Thú sắt mồi được kích hoạt nhưng lại quy xịt, pha e lên được Kennen nhưng mà vẫn có mạng kìa. Bổ quy ba được từ Aatrox, bật chiêu cuối lên quẩy đánh tay và quy chết Kennen rồi hồi máu lại, tiếp tục bổ quy vào vị trí của mid. Kathleen dính quy ba và lên bảng luôn. Aatrox đang quẩy ác cân ba luôn. Hai thằng Darkin solo với nhau, mày làm sao, của tao dài hơn, của mày làm sao,
của tao cũng có cái gì đấy. Thôi. À chóc khỏe quá, bỏ qua đi bạn ơi. Tí giết nó sau bạn ơi. Quay người trở lại đứt một cú khiêu khích, sau đó thì sao? E lên đến với chữ ăn trong bắt đầu cày rồi, mày đứt lim lại. Nocturne tung hoang tưởng xuống khu vực đứng dưới. Đứng dưới đang làm thiếu Nocturne lao vào cân 2. Temor lao vào với tướng thổi mù và Zone đoạt mệnh các kiểu, có đỏ tử thủ và tốc biến chạy lên từ cô Thúy rồi. Cô Thúy đang có chạy vào cánh trên, vẫn là hai Darkin solo với nhau 500 hiệp vẫn chưa hết. Hai thằng hút máu lẫn nhau. Mày hút máu với chúng tôi này. Mày này, ô kìa. Mày. Ngay đã chịu được. Mày lằng nhà lằng nhằng. Dăm ba cái con kia ăn được vài mã shutdown. Không tính tiền. Taymor thì giải nấm gọi là hết đến những giọt nước cuối cùng rồi. Thôi về regen thôi bạn ơi. Kennen lao lên ăn quy liên tục vào đầu và sau đó thì dùng chiêu cuối quáng làm tráo đối phương. Kathleen tốc biến lên bắn bách phát bách trúng từ xa. KS thành công cái mạng mã shutdown dành cho Kathleen của Minh Khang rồi. Quá là hợp lý. Đấy, tiền thua thì cứ tầm 7-8 nghìn trở lên, nhưng mà TK thì cứ thoải mái đi anh em ạ. Đây rồi, lại làm xuống. Bố mày đã phào cái land boss này. Cái land boss là cái land mà khi đã vào thì không muốn nhả, là cứ một land boss đẩy thẳng thôi, quan tâm làm gì. Ui, Pai E thẳng vào chết chay rồi. Midphoton đang cố gắng bắn và Nocturne đang cố gắng để có thể kéo theo Zone nhưng không được. Kate lao ra hất tung hai người, hấp huyết đánh tay dứt điểm vị trí của cô Thúy. Và sau đó thì chiêu cuối dứt điểm thêm người thứ hai, double kill cho Kane. Kennen đứng trên đã có tiền thưởng mục tiêu sau khi hạ gục thành công Archop rồi. Tín hiệu trở lại rất mạnh cho phía team 2 anh em ơi. Một game đang có dấu hiệu lật rất mạnh đến từ phía team 2 khi mà cặp bot bên này không muốn rời khu vực đứng dưới. Đi bot từ đầu game là phải đi đến cuối game. Ui, cái W ngắt hạt thông nổ. Thế thì chết giờ, chịu anh trẻ hưng rồi. Hạt thông được không? Hạt thông đưa với chịu anh trẻ hưng về bùa đỏ đối phương. Và Kane vẫn đang chưa có định từ bỏ việc truy đuổi đối phương như thế này, nhưng mà quyết định đến từ mỡ béo là té rồi. Ê, thằng này vẫn còn nhây, bách phát bách trúng. Rồi đây, đặt mạnh vào bắn anh. Đặt mạnh vào bắn anh. Đặt mạnh vào thiếu đốt đi, ô kìa. Vẫn chưa chết, vẫn đang sống rất dài đến từ vị trí của anh trẻ hung. Nhưng mà sau đó pha này thì chắc là anh này là anh này đi rồi, hấp huyết lên. Ui, cổng cảnh thế, cổng cảnh là còn bị xịt nữa, thiếu hiểu, thiếu chết. Hai Darkin lại bắt đầu solo với nhau 500 hiệp ở đây. Mày, ơ kìa, lại quay lại chết thế kìa. Chiêu cuối né quy là gắt đến từ vị trí của Kane. Kane hút máu lại, sau đó thì E vào tường dính W bị giật ngược trở lại. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Kane này lên trễ không báo án được rồi. Trước đấy tại khu vực giữa thân là Nocturne cũng làm một điều gì đó dại dột và chết luôn anh em ạ. Nocturne đu thẳng vào một con Kane. Và sau đó thì bị giật chiều cuối, bị làm choáng, bị đoạt mệnh, bị đánh đập, hành hạ dã man và chết luôn vị trí của mặt của cô Thúy rồi. Taymor thì vẫn đang đi farm blue trong lúc team đánh nhau. Taymor đang PK rất cao với con blue và sau đó thì tiếp tục để lẻ khu đứng dưới hay là như thế nào đây? Nấm giải gọi là khắp bản đồ anh em ạ. Và đứng giữa thì Pai liên tục có những tiếng em bù mắt, sau đó thì bắn rất đau. Kathleen xin chút nữa nó có thể có mạng rồi. Quay cao liên tục anh em ạ. Archop bật chiêu cuối lên dí Kennen, quy đúp đúp xịt mà quy hai trúng và sau đó thì em quy ba dứt điểm là chắc rồi. Nội tại chết luôn, Archop khỏe thế. Đường giữa lao lên đến từ vị trí của Midfortune và sau đó chết luôn rồi. Không hiểu sao Midfortune lại có thể lao lên một cách liều lĩnh như vậy. Đừng nói liếm hết cái đống chat này nhá. Cái đống chat là có 4 cái, liếm cái liếm từng cái một à? Ôi, bị hất tung lên xong chết luôn, kỳ đám chat anh em ạ. Đây rồi, Idol Taymor đây rồi anh em ơi, hai câu mắng. Hai câu mắng đang đẩy khu đường dưới và đẩy banh luôn trụ anh em ạ, cầm blue đi đẩy thả đấm thoải mái luôn. Archop có mạng, khu đường trên bắt đầu vòng ra bên phía cánh trái. Bách phát bách trúng được dùng và sát thương là vừa đủ để từ Kathleen để giết vị trí của Pai. Và Taymor đã để đến trụ 2 rồi anh em ơi. Một hệ tư tưởng tớ hận cậu. Đối đầu cùng với đó là hệ tư tưởng sao cho mừng. Và để xem who will win anh em ơi. Ở khu vực đứng giữa thì sau khi hạ gục thành công được cặp đôi đứng dưới đối phương đang có một tiếng bảo trụ. Archop bắt đầu vòng tới phía sau với tiếng bổ kim 1 xin W xịt. Archop tốc biến lên Q2, nội tại, Q3E, đánh tay thứ đốt đủ đam rồi. Archop đang bị tấn công bởi vị trí của Zone nhưng mà sau đó thì quay qua quật luôn con Taymor phía bên kia, giật ngược trở lại. Q3W nội tại bị thổi mù, tốc biến lên bị giật ngược trở lại, đánh tay bị mù liên tục. Con trồn lùi này cay chưa?
đường đường là quỷ kiếm Darkin gặp ngay con chuột lùi nó thổi mù cho méo lát cái gì cả. Và sau đó thì là một tình huống rồng nguyên tố thứ tư của bản đồ đã sẵn sàng nhưng chưa ai dám ăn cả. Kennen đang cầm tay le cùng với chú săn mồi đứng trên đang đẩy lẻ. Tạm thời thì Aatrox chết và Kennen sẽ là không gặp khó khăn gì nhiều đâu ha. Nhưng mà con rồng này muốn ăn là phải bước qua xác của Temo nhá. Muốn ăn con rồng này phải bước qua quả nấm này đấy nhá. Thằng nào đạp nấm đi. Kane đang lao ra, Kane không có tầm nhìn, Kane dính khóa ánh sáng, Kane bị dính hoang tưởng, Kane tốc biến chạy dính cầu vồng tối thượng hai thằng. Temo đặt nấm để có thể chặn hậu và để xem có về đấy không đây. Không về được, bị chiêu cuối dứt điểm, đoạt mạnh vào ba người đến từ vị trí của Zone. Bách phát bách trúng lao thẳng đến từ cô Thúy, bắn quy tốt đến từ Kevin có mạng rồi. Zone quay ngược lại đổi thêm một mạng nữa với vị trí của Nocturne. Minh Khang đã đặt cháp ra, đạp cháp dính đánh tay và một ba sơ chết rồi. Phải móc triple kill cho Kathleen. Thế con rồng vừa rồi tính ra cũng trả một cái giá hơi mặn với tổng cộng là 4 xác, ăn được 3. Và Kathleen đã comeback rồi anh em ạ. Kathleen đã comeback với triple kill rồi. Còn Kennen vừa rồi đã có một tiếng dịch chuyển để có thể đi. Dịch chuyển như Marin. Nhau hiểu, mà đánh nhau ở đây ông dịch chuyển vào đây. Dịch chuyển vào nấm đấy chứ nhau hiểu. Dịch chuyển mẹ nó vào mắt cái gì đấy đi. Lằng nha lằng nhằng. Dịch chuyển xuống đến nơi thì Kathleen nó vét hết mạng rồi, đen thật sự. Và đấy mà dịch chuyển đẹp đẹp chiêu cuối này là pentakill đấy. Ít nhất cũng là quát ra anh em. Game căng như dây đàn, 10.000 tiền được kéo xuống con số còn lại chênh lệch nó là 5k. Chưa win đâu các bạn ạ. 10.000 tiền ở rank đồng tôi đã bảo rồi. Nó đờ bờ rẻ rách. Nó không đáng là bao để mà chúng ta phải kể tới cả. Nhà chính chưa bể, chưa biết thằng nào ăn ai. Rồi, kênh của mỡ béo đi chuyển ra. Kênh ăn lại tới chính xác, khỏe thật đấy. Hai em đắc kim lại. Mày đứng lại, mày đứng lại. Tao lại ngại mày quá, mày làm sao? Mày đi đâu? Mày đi đâu? Ui dồi, kênh bao nhiêu kỹ năng bị outplay hết. Bao nhiêu kỹ năng bị outplay hết. Bách phát bách trúng hỗ trợ sát thủ từ xa. Bật chiêu của chiến binh tận thế lên, bổ quy liên tục trúng hút máu lại cực nhiều đến từ cả hai đắc kim. Hút máu lại cực nhiều và đó là một tiếng bổ quy theo người trở lại tốc biến bắn lưới 90 vào bắn quy đánh tay nóc tân hoang tưởng vào mạng sẽ có bùi Minh Khang rồi. Kennen hết cái gì để chạy rồi, thất tung cover là tốt đến vị trí của mỡ béo, tốc biến lên đánh tay đến vị trí bắn của cô Thúy. Zone đoạt đánh xịt, oh my god, nhưng mà vẫn quay người trở lại để có thể cãi cái mạng đấy được ạ. Pai đang có một tiếng rút lui và đó là tiếng chung cuối, giữ chân được lắc lại lắc không còn tốc biến bị tê mau thổi liên tục và đi vào lên bảng luôn. Pai móc Kennen lại để nó làm choáng thằng AD mình. Nhưng người bị làm choáng sẽ là ai trong tiếng này đây? Kennen lao lên nhưng mà bão đạn đặt ra, Kane quy thẳng vào, hất tung thế. Pai làm cái gì đây? Tốc biến chạy đến Mifflin, Pai móc vị trí của Zone lại, bắn đến từ chính Mifflin là rất đau với mô vô cực kiếm. Temo vòng ra phía sau, mày thổi một cái mù hết đam chưa? Hà thông. Như thế thôi. Đánh đúng kiểu chụp giật anh em ạ, đánh đúng kiểu. Chấm bút. Vào đơm nó một cái, thổi mù sau đi ra thôi. Không có đi anh em ạ, dại gì muốn đi với thằng này. Mình đánh du kích thôi. Ôn đi làm cái gì? Cứ lén lén đặt đấm như này để lẻ thôi. Ai làm được gì đâu, đây đấm với một rừng đấm đây này. Hai rồng đều không có bên nào hơn rồng anh em nhé. Nocturne thì đã có 4 đồ lớn rồi, Ken thì 3 đồ. Mid AD bên kia 3 đồ, còn anh Nashor đến từ vị trí của Kennen. Một lối build đồ rất chấm hỏi đến từ đường trên bên phía team 2 nhưng không sao cả. Vì bạn ấy thọt nên bạn ấy lên quần què thì cũng thọt thôi. Bây giờ thì đang làm tình huống tiếp tục đẩy lẻ đến từ Temo cấp độ 15. Nấm đặt ra rất nhiều và Pai đã bắt buộc phải mua một cái máy quét rồi. Đối mặt với Temo nhưng bên phía team 1 chỉ còn đúng một cái máy quét duy nhất. Quá là hợp lý. Đạp một quả đến từ trên của Pai rồi. Temo bắt đầu bật nấp lên ạ. Còn rất nhiều đấm và đã có shutdown từ Zone không đứng trên. Zone lao vào và đã thiêu đốt chết vị trí của Mid-Fountain rồi. Temo đang đẩy lẻ tại khu đứng dưới thì bị con Nocturne chiếu cuối xuống và chết luôn vị trí của Temo, không sao. Thu hút sự chú ý thì được làm tốt, đứng giữa đó là 3 đánh 1. Aatrox có khỏe cỡ nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm cho tình huống này. Và đó là mạng dành cho vị trí của Cụ Huy. Nhị con Aatrox để đầu game đến giờ rồi anh em ạ, nó 4 đồ nhưng mà 4 thằng, 3 thằng cùng quay thì cứ chết. Kathleen đồ này bắn cũng đau rồi anh em ơi. Aatrox đầu trận xanh xanh nên giờ bị quật nát như tương. Đổi mạng trên toàn bản đồ đó là tiếng 1 đổi 2 và tiện đường công tác thì phía team 2 đang có định ăn trụ được giữa. Lắc khóa rất tốt nhưng cầu vòng tối thượng ở đâu? Không có, anh em ạ, chỉ kịp đặt E vào và Ken đang E theo để có thể tiếp cận nhưng mà không được. Nó lắc rút lui kịp. Kennen lao lên chọc quy sau E về và chết chay đến từ vị trí của Pa nhưng mà gỡ mạng la gắt đến từ vị trí của anh trẻ Hưng. Và sau đó thì là như thế nào đây? Zone E không qua tường rồi. Zone
Công cảnh thế nhá. Lắc vẫn đang cấu diễn liên tục và Caitlyn cũng như Kane đang có định, thậm chí là end game. Nocturne hoang tưởng ra bắt được đối phương rồi. Cầu vòng tối thượng xịt nhưng vẫn có phi và có mạng để cho bắn thua cô Thúy. Và sau đó là một tiếng Caitlyn cân 3. Cháp đặt ra là rất nhiều. Lắc chói chúng và Caitlyn không có gì để chạy cả, dính bão đạn. Đạp cháp nhưng mà không sao, Caitlyn đã chết, không ai bắn đam cả. Và Zone của bên Tmon đang tranh nhau từng chỉ số lính tại khu vực đứng dưới để có thể đẩy lẻ. Bây giờ thì tôi nghĩ là Zone nên đi đường khác để Tmon đẩy lẻ thôi. Support đặt nấm nó đẩy lẻ là quá tuyệt vời rồi đây. Đây là các bạn Tmon biết chơi, các bạn hôm trước rồi. Hôm trước có bạn Tmon đánh support anh em ạ. À đi top gì đấy. Đặt nấm rất là chấm hỏi. Nấm như thế này mới defend được chứ. Nocturne vừa làm cái gì đấy bị Tmon và Nocturne nó giết rồi. Dòng nguyên tố thứ 5 đang sẵn sàng và Zone cùng với Tmon đang lò dò đi ra. Team 1 thì đang đẩy thẳng vào khu đứng giữa và cướp chim. Tuyệt vời. Hãy cho mình xin nhẹ con rồng nhá. Tính lên đây à? Tính lên đây à? Đang ăn rồng thì có Aatrox lao ra. Nó bổ Q1 không kẽ được. Q2 trúng cả hai người và EQ3 giết Tmon đấy, không lại R lên Q3 và quả đấm rồi. Thật á. Phai lao ra móc một cú rồi đi về. Cặp này là song sát ác đấy anh em ạ. Ôi Kennen đi phải check này ẩu rồi. Bật chiêu cuối lao vào tên Kennen và sau đó tự nhiên lướt đai tên lửa về. Cầu vòng tối thượng nhưng thực ra có đồng hồ. Thằng nào vào đây? Hay a a tốc biến lên thì chúng con lắc cái hớ rồi. Khoe những cái thông tạo vốn ạ, bách phát bách trúng ạ. Che tốt đấy thì chúng anh trẻ hô như che xong chết cả hai. Chứ đúp xịt ạ. Chiêu cuối thì không xịt được. Giật ra chiêu cuối chết một thằng quy vào double kill cho Kane. Ok chưa? Kennen bết rất ác ạ, mất trụ hai nhưng mà cái gì đấy? Bấm B về đi. Mất trụ 2 nhưng gỡ được 2 mạng. Tmon tiếp tục giao án đẩy lẻ khu vực đường dưới. Zone với Tmon đang gánh game này rất ác. Lại là một tiếng Nocturne lao vào. Vài chục cuối hơi chậm tay. Không hack thêm tiền được nhưng không sao. Phải cản có Tmon đẩy lẻ thôi anh em ạ. Nó đẩy trụ 2 là nó rất là nguy hiểm. Zone thì sao đây? Zone đang có định ăn trụ mid trong tình trạng đối phương đang lên bản điểm số tới 3 người. Và tôi nghĩ tình huống này thì có thể cân 2 nếu như mà Nocturne cùng với Vampire di chuyển ra. Vì con Zone đã 3 đồ lớn rồi. Ở bên phía bên kia thì đã có Midphoton 4 đồ, nhưng Midphoton đang trên bảng như này thì hơi khó để phòng ngự ha. Có Aatrox xuất hiện với chiến binh tận thế và Zone liệu có chạy được hay không? Đoạt mạnh ngược trở lại, chúng hai thành viên đối phương, Caitlyn bắn lưới 90 quãng chạy rồi. Aatrox tốc biến lên bổ Q W trúng Q3, sau đó thì giật đứt 2 về. Nội tại dứt điểm vị trí Caitlyn, cũng móc đến từ Pai xịt ạ. Zone chuyển hướng đến con Pai này, thiêu đốt chọc chết Pai rồi. Tiếp tục chọc đến từ vị trí con Lê Người. Lê Người mất máu nhiều, bị hoảng sợ và con này sẽ chết ở đây. Tận dụng khoảng trống đó thì hai thanh niên đang di chuyển vào để ăn cho mình con Baron. Mặc dù mất máu phải là hơi nhiều với chiêu Kennen nhưng tôi nghĩ là chắc ăn được. Với cái đánh Nashor này ăn Baron được, túc trùng với túc trùng với ăn Baron cho nó nhanh anh em ạ. Nocturne và Aatrox đang di chuyển ra nhưng có kịp hay không đây? Ăn Baron một mình chậm quá. Có trừng phạt đến từ vị trí của Kane và có Baron nhưng sau đó có về đấy không? Bị bổ Q giật ngược trở lại W trúng Q2, tốc biến né Q2 dính hoang tưởng và ăn Q3 lên bảng. Kennen thì nhanh chóng thoát thân với một tiếng di chuyển bỏ bạn để chạy lấy người. Quá là hợp lý luôn. Giữ lại được một búp Baron anh em ơi. Một búp Baron duy nhất đến từ vị trí của Kennen trong lúc đồng đội trên hết 3 người như này thì Tmon cũng đã không biết làm gì hơn. Ngoại trừ việc đặt nấm để phòng thủ đấn đẩy đến từ đối phương. Game càng quá anh em ạ. Pha này thì Tmon tiếp tục đặt nấm ra để phòng thủ như đợt đẩy và quả nấm đầu tiên đã được kích hoạt rồi. Quả nấm thứ hai có thể sẽ lấy đi tầm nấm đau quá các bạn ơi. Đít nấm Tmon đau quá, tốc biến 5-90 bắn quy xịt đến từ vị trí Caitlyn khi mà Midphoton đã tự tốc biến chạy rồi. Rất nhiều nấm ở đây, lang thang đạp nấm nó chết đấy nha. Lang thang ở mấy cái bụi này mà đạp nấm là coi chừng chết, tôi nói thật. Quả nấm bây giờ hai đồ rồi, đạp nó hơi bị to rồi. Nocturne chạy tới chạy lui bật chiêu cuối hoang tưởng quay ngược trở lại và sau đó bị bắn chết rất nhanh. Lắc lao lên nhưng mà không làm được gì nhiều cả. Aatrox thì đã có định bấm B về rồi và lao lên từ vị trí của Kennen. Rất may cái đường về nó không có nấm anh em ạ. Nên cứ chạy thẳng một đường mà về thôi. Tmon bật đứt lên, Kennen bật E lên. Tmon bị móc ngược về và chết luôn rồi. Tốc biến Q3 xịt 3 chiêu cuối tại chỗ và sau tốc biến chạy nhưng vẫn dính đoạt mệnh và chắc là cũng đi luôn. Midphoton bị làm choáng, bấm đồng hồ đến từ chiêu cụ Huy. Dính khóa ánh sáng vẫn đủ để có thể kéo theo một người đó là cụ Huy đến từ Kennen. Zone hết Huy rồi. Không có Q3 để tiếp cận và không giết được Aatrox bật chiến binh tận thế lên. Kennen bỏ chạy. Một tiếng EQ đến từ vị trí Aatrox đứt lưu xuống Q2. Bị hất tung liên tục. Q3 hai người hồi máu lại. Đạp cháp đến từ vị trí của Aatrox, Martin đang đạp cháp và sau đó mất đồng hồ cũng như bổ Q hết vào lính. Bổ Q2 nội tại. Q3 chết một thằng. W sau đó lên bảng. Lắc đang quáng trưởng nhưng sân bên Lắc là hơi ít. Kennen đang cực kỳ yếu máu, có Baron đang có định bấm B bách phát bách trúng từ xa. Bấm đồng hồ để né bách phát bách trúng thì có ngay một tiếng hất tung bắn Q từ Kennen tất một kỳ cho Caitlyn. Gà, Kennen đã chặn ôn như vậy. Ta đã áp ca gần đấy thời gian rồi vào vẫn có thể đánh thắng được chúng mày.
gà. Bây giờ Nocturne sẽ phòng thủ như thế nào đấy, chứ lần đẩy rất rát đến vị trí của Caitlyn cũng như là cả vị trí của Kane. Măn cua cô Thúy còn hoang tưởng như bị bắn mất nửa cây rồi. Phá Quy vào đến từ vị trí của Mỡ Béo. Mỡ Béo đang tạm thời phải rút ra một chút khi hết lính. Mai lao ra chọc Quy xịt, dính bắn lưới 90 và bắt buộc phải e về mà thôi. Hoang tưởng được kích hoạt lao thẳng vào đến từ vị trí của Nocturne, chọn mục tiêu rất chấm hỏi, đó là vị trí của Kane. Tốc biến về trụ nhưng vẫn phải lên bảng điểm số. Kane đã tay le ngược trở lại nhưng không có chiêu cuối. Midwalton bắn được móc rất tốt đến từ vị trí của Bài và có mạng dành cho vị trí của 1-3 Sơn rồi. Sơn vẫn đang có định phòng ngự nhưng mà không có chiêu cuối nữa. Lính có Baron nó được dẫn rất nhanh nhưng mà vẫn có trụ là như Bùi Minh Khang làm choáng tốt được Kennen, bắn quy xịt nhưng đánh tay thì không xịt mạng là như Bùi Minh Khang rồi. Minh Khang chấp trụ, Minh Khang bắn lưới 90, Minh Khang gồng vách phát vách trúng sắc thật là không đủ rồi, hơi đen. Taymor thì có vẻ là có thù với cái trụ thứ hai đứng dưới sao ấy, đầu trận giờ cứ căm căm và đẩy thôi anh em. Chiến binh tận thế được kích hoạt được Matip ngổ quy ra đất, sau đó thì đạp chắp. Có nhiều CC đối phương không? Đạp hết. Midfulton bắn rất đau nhưng mà đang tạm thời phải rút ra một chút chiêu cuối còn. Midfulton tung ra để dọn lính rồi. Taymor thì sau cuối cùng là 30 mấy phút cũng đã có trụ hai đường dưới đối phương, đã thỏa tâm nguyện, game này có thua cũng được. Bắn lưới 90 trả rất thương là gắt được từ Bùi Minh Khang. Bùi Minh Khang không còn lính để end game nữa và đang có những dấu pin liên tục đến từ đồng đội để có thể rút lui. Taymor của hai cô bắn thì vẫn đang đẩy tại khu đường dưới. Niềm đam mê đầy lẻ đó là bất diệt trong dòng máu của những người chơi hỗ trợ thích đánh con như Taymor. Rất là tuyệt vời, đây là một hệ tư tưởng mang tên Tớ Hận Cậu. Midfulton vẫn đang oằn lưng ra phòng thủ, Taymor vẫn đang đánh tại khu đường dưới. Phan lao vào với vị trí của Zone, giết chết được Midfulton rồi. Nocturne lao ra tấn công nhưng bị Zone đấm lại và chết luôn cả hai. Cầu vòng tối thượng xịt tầm gần đến từ anh trẻ Hùng và sau đó thì sao? Tốc biến chạy rồi Taymor thì đâu rồi? Taymor đẩy xong cái trụ ba có định té được Taymor. End thì không end, đi đâu đi kia bro. Thằng thì đi ăn rồng, thằng thì ăn bùa đỏ, thằng thì có định end game. Không biết là như thế nào. Lắc lao ra đặt một cái E vào nhà mình và sau đó thì bị quán liên tục một đít khóa xịt rồi, bị Quy Pai móc nó bóp rồi. Taymor thì đang ăn rồng và đó là rồng nguyên tố thứ tư kích linh hồn rồng lửa rồi, bật chiêu của chiến binh tận thế lên bổ Quy một chúng W, chúng làm chậm nội tại Quy hai xịt nhưng Quy ba thì có mạng rồi, đã trong bị móc ngược vào trong vệ đá cổ nhưng rất may trụ không bắn và liền người dính khóa ánh sáng pha hết máu đi về. Tim mày gà quá, cái này đã chắc ổn như vậy. A trong vẫn đang bổ lính phía sau để giữ lại cái mega nhưng giữ không nổi rồi. Rất là oan tà là vàn được team PK chảy máu đầu, vẫn đang dọn lính đến từ vị trí của Achok. Achok lao lên bổ vị trí của Taymor, bị thổi mù không giết được con xe rồi, bị thiêu đốt, xe vẫn đang đánh. Achok quáng giết con xe để tránh việc bị mất mega nhưng cuối cùng vẫn mất mega bên phía bên kia zone vẫn đang quẩy được. Achok đã chết rồi và chiến thắng cho bên phía của team 2, mặc dù thua 10.000 tiền vẫn lật được anh em ạ, vẫn có thể lật được. Đánh nhau rất loạn trên toa bản đồ, tôi đọc giao tranh rồi đến một phút mấy vẫn chưa hết, nhau hiểu. Tầm 120 kill sau 40 phút, tức là tính kill trung bình nó khoảng chừng 3 kill anh em ạ. Một game đấu rank không biết phải nói như thế nào luôn. À trong này rất xanh nhưng mà về late thì không carry được. Nocturne cũng xanh sớm nhưng mà không carry nổi. Lắc thì hơi chúa hề một chút. Midfulton với Pai thì ăn xong cái trụ bot rất là sớm. Nhưng mà ăn xong trụ bot thì cứ măm măm đẩy đường dưới anh em ạ. Đánh đến trận trụ bảo vệ ở chính đối phương, không quyết định di chuyển ra khu đường khác. Và đó là lý do vì sao team 2 đã lật lại được với một con kén hóa hình kịp thời. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi cái game đầu, nó rất chi là sôi động ở tại rank đồng với màn lật 10.000 tiền, nó như cơm bữa tại rank đồng thôi anh em. 10.000 tiền trong giải đấu thì nó là cái gì đấy nó lớn lao, chứ rank đồng thì 10.000 tiền nó lật chuyện bình thường thôi anh em ơi. Và cũng hơi trễ rồi nên là Phan Tùng xin phép được dừng clip tại đây. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi và hẹn gặp lại anh em vào những lần khác nha. Bye bye.